Xin thân ái chào các anh chị các bạn nha, Hôm nay em ra cái video clip chia sẻ cái cách mà mình cài cái driver cho máy tính nó nhận cái sợi cáp kết nối debit 260 với cái máy tính. Sợi cáp này mình cung cấp cho anh chị các bạn mà một số anh chị các bạn về dùng bản Windows 7 hoặc là Win 10 nhưng mà vì một lý do nào đó mà cái bản Windows nó từ chối nó không tự động nhận driver này. Theo mặc định là đối với Win 10, Win 11 thì cắm vào đầu này vào máy tính thì một lát tự động nó sẽ nhận cái driver đó, bây giờ mình sẽ mở lên cho anh chị các bạn xem theo dõi trên màn hình máy tính nha ở à đây con chuột đây các bạn bấm vào cái cái ô uh, uh, disk BC, DBC DBC này nếu mà trên máy tính của các bạn mà chưa có DBC á mình chỉ cho các bạn mở cái DBC lên luôn lên luôn ví dụ như đây nó không có nè thì mình vào trong cái ô um, personal đó rồi mình vô cái thêm cái thêm nè mình sẽ tìm cho mình cái chữ là đây cái chữ uh, desktop icon setting vào đây và trên cái hàng ở trên đây nè hàng trên đây mình sẽ bôi uh, cho tuấn đức biết cái chữ computer nếu mất cái chữ này á thì ngoài desktop nó không có computer đó bạn xem nè ngoài desktop nó không có computer mà chúng ta khó khó mà tìm thì các anh chị các bạn vào lại cái chỗ đó vào lại chỗ lúc nãy mình nói ở đây cái dưới cùng nè tìm cho mình cái thêm đây và tìm chữ desktop icon setting ra bảng này tích chọn vào cái computer đây và apply nó rồi đóng lại thì nó ra disk computer đây hoặc là my computer gì cũng là nó bấm chuột phải vào chọn manager nó sẽ ra cái khung và chọn device manager đây đó. các anh chị bấm theo cho mình cái ô đây cái ô bọt này thường nó có chữ com đó. nó có cái hình giác cắm bấm vào đó và đồng thời bên ngoài chúng ta cấm kết nối cái sợi cáp vào cấm kết nối sợi cáp vào để xem, xem nó máy tính nó nhận đó, đây là máy tính mình nó đã nhận rồi nó báo là USB series CH340 đây trường hợp mà mình coi nó như chưa nhận thì nó sẽ hiển thị như này đó là mình xóa đi cho các bạn thấy đấy nó sẽ hiển thị là USB 2.0 xưa nó có dấu chấm than như này bây giờ mình vào cái Zalo hoặc là cái Facebook của tướng uh, David gửi cho các bạn. Đây, ví dụ cái đường link đây, đường link đây là mình gửi cái cho các bạn, các bạn bấm vào đường link bên Zalo nhớ là trên máy tính nha, bấm vào đường link nó sẽ ra bất kỳ cái ứng dụng nào, cái uh, cái trình duyệt nào cũng được, Đó, nó tải về luôn. Nó hỏi chúng ta tải về ở đây. Nếu như uh, không có cái ứng dụng mà À, idm này thì nó tự động nó sẽ tải về trên chrome vẫn tải về được. chúng ta tải về, tải về ở đâu cũng được. Đó, và đừng có mở open và mở open folder này. nó ra ở đây. chưa yeah. ví dụ ở đây đi ra open folder và chúng ta giải nén nó ra bằng cách là chuột phải, Đó, Thấy như này này, chuột phải và chúng ta chọn uh, extract here rồi thì nó sẽ ra đây. đường dẫn nó ở đây. đây là cái đường dẫn của nó chúng ta sẽ copy đường dẫn đây và ra ngoài desktop lại ra desktop vào cái ô mà lúc nãy mà mình mở đó à, bây giờ nó tự nhận rồi nè mình sẽ xóa lại đi cho các bạn xem Để xóa lại đấy ví dụ như nó mới cắm vô nó chưa nhận nó có chữ USB c như này nè bấm vào chuột phải vào đây update driver và chọn row my computer chọn cái browse đây và chọn tới cái nơi mà mình lưu cái đường dẫn ở đây là coi dis download com red và driver 232 đây Đó. download là chúng ta chọn đi xe đây download đây Đó. com đây và 232 đây rồi chúng ta ok và cài đặt cho nó cài đặt cho nó đây nó báo là đã cài đặt rồi có nghĩa là cái driver này đã được cài rồi là chúng ta xóa lại đi để cài lại cho nó nó mấy mình nó cài rồi nó thành nó rất là 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 là, là dễ Đấy. cài rồi nó thành là bấm vô là nó nhận bấm vô nó đút vô là nó nhận nó không có tự tự mất nữa như mấy anh chị mấy anh chị mình nó chưa có chúng ta phải bấm vô đây bấm nhanh cho nó và cài à, dẫn tới là nó cài không nó báo cài liền cài xong rồi đó thì cái thủ thuật đơn giản như vậy đó các anh chị các bạn có sợ cáp mà nếu mà win 7, win 10, win 11 mà vì một lý do nào nó không tự nhận thì tải driver về cài thì cách này nghe làm video sẵn cho anh chị các bạn xài cáp cho nó dễ Các anh chị các bạn nhớ bấm like video và đăng ký kênh nha Chào tạm biệt